Rồi. Chờ miếng muối. Bà nhạt quá, bà chấm cho bà mạnh xuống má. Đúng rồi. Mọi người có thể cho mượn cho dầu hôm được. Ôi mà. Số phận đều trôi nên em lẻ loi một mình. Cho miếng muối đi. Nói được rồi. Thì nhà em cũng dám mặn. Rồi vô hát đi má. Xịt má cầm. Rồi vô mọi người. Số phận bề trôi nên em lẻ loi một mình. Kiếm tận hồng nhan qua nhanh đời dù bao bể dâu. Tìm chồng nơi đâu sao giờ đây em nhớ anh nhiều. Anh xỏ em rồi nơi quên về nhà em biết chờ chân. Từng chiều anh ơi nghe đàn con cứ hỏi cha hoài. Coi lòng em đau nhưng giờ em biết nói sao. Tội hơn teo em ra bờ đêm cứ ngó cha hoài. Em xót xa lòng thì đứng nhìn con mơ nhớ cha. Mẹ ơi, cha con đâu rồi? Cha con đi chơi gái rồi. Hả? Ghê quá vậy. Cha con. Cha đâu? Con mình rồi con à. Sao vậy chết mẹ? Cha con đi theo bồi dí. Sao vậy? Sao mẹ không giữ cha? Nghèo chết mẹ lấy gì giữ? Trời ơi, vậy sao mẹ không vào đi? Mấy thằng đó lấy gì mà công giữ chưa? Em nè. Rồi hấp đây. Rồi, ngon anh. Chiều anh ơi, nghe đàn con cứ hỏi cha quà. Cha đâu, cha đâu. Nói lòng em đau, nhưng giờ em biết nói sao. Sao đây, sao đây. Tội hận teo em ra bờ đêm cứ ngó cha quà. Cha ơi, cha ơi. Em xót xa lòng thì đứng nhìn con ngơ nhớ cha đâu, cha đâu. Mình ơi, cha ơi, giờ mình nở em. Sao cha bỏ mẹ? Lo được chỉ tội cho đèn con ngơ. Em bây giờ chấp nhận số phận gì con. Sao mẹ cha, sao cha bỏ mẹ ơi. Giờ chồng ở đâu? Sao cha bỏ mẹ? Bao giờ nhớ mẹ con em? Anh có khi nào lấy lòng anh đã? Sao cha bỏ mẹ? Nhớ mẹ con em? Anh có khi nào?
Rồi nha cả nhà. Đâu cha bò. Coi có ai muốn ca nữa không? Một bài cối nha, một bài cối. Ai muốn ca là phải hát cho một bài cối nha. Có kìa. Rồi bài gì? Một bài cối nha. Đó. Người lên sân khấu người ta hát cho ba bài thôi, rồi thường người ta về. Còn cái này được ủng hộ quá, khuyến mãi cho đó. Ừ, một bài đó. Bà hát bài, bà hát tự nhiên đi. Giang hồ cuộc đời anh ba năm chén. Trời ơi, mẹ. Kiếp giang hồ cuộc đời anh ba năm chén. Ngày là cho bên những vết thương chạm mình. Tâm con rồng cùng bà chánh nấu đấu. Gặp kỳ lăng hoa văn bích hai chân. Và kia hơi sống chết trên quy hoàng. Người kia hơi ta lâm vào cuộc chơi. Anh những vết thương họ phải nhờ. Bỗng một ngày cuộc đời anh ba chết thống. Để lại trong anh đã đâm chết người. Không có chết người. Đã minh sự cầm trên tay có súng. Cầu anh đi, chúng bắn anh đi. Và cứ thế sống chết trên quy hoàng. Nên anh mắng nghe em. Người ơi xin em ơi. Hứa ha, rồi hết rồi đó, bài cuối rồi mọi người. Bye bye mọi người nha. Ai muốn ca nữa không? Đâu rồi vậy má? Nó mới hai bài, ca hai bài ca đó. À dạ, tôi hát hai bài rồi, ba bài rồi. Còn bài này mới hai bài à, còn bài cuối nha má. Bài cuối nha. Bài gì đây? Ai biết tự tặng lại cho là hai bài à, bài cuối nha má. Bài cuối là gì đây? Ai biết má tự tặng lại cho là quên đau nhưng em vẫn nắm đó bàn tay em yêu thương nhẫn. Vì em có chăm không quên hay không hề quên. Vì người ta yêu nhau lắm mà em chỉ đầy gian ngắn. Rồi em đi được đó, anh đi em vào lại đây. Phải làm sao anh mới nhận ra em yêu anh hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra. Có thời gian nhưng không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta đã từng yêu. Mà cho là anh đang yêu hôm nay em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau ấm hồng. Và nếu em là người tuyệt vời nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mẫn ai. Dù cho người ta yêu em bao nhiêu cũng nhiều hơn em. Vì niềm tin em trao cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn. Buông tay còn yêu là điều em sợ nhất. Vì em vẫn còn yêu anh. Sao anh hồi nãy có gì? Em biết thôi. Anh chưa có gì để hiểu em. Nhờ nhưng mà hôn quá. Thôi dù em đã yêu em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất. Vì em có chấp không muốn quên hay không hề quên. Vì ta yêu nhau là lắm em và anh cứ hơi tan ngắn. Vườn tay dành cho anh đi thì em ở lại đây. Tại làm sao mà nhận ra em yêu anh ai cách cả. Dù là em chưa từng nói ra. Mà thời gian như con gặp nhau sẽ trở nên dài lạ. Giờ hai chúng ta đã từng yêu. Mà cho là anh đã yêu hơn ai, em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta yêu nhau mà em đã đau âm hầm. Nếu em là người đẹp nhất trên đời, sao bây giờ em đã không mất anh. Do người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn đâu.
vì niềm tình anh xóa cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn vun tay còn yêu là điều em sợ nhất vì em vẫn còn yêu anh. Điều yêu nhất là điều nỗi sợ một người con gái yêu phải chân tình. Em nắm bóp xíu nữa anh bỏ tiền em nha. Ok đây. Lòng mà chân mày. Anh còn mấy cọng lông. Thời gian đó cả nhà có thể chút đơn. Đúng rồi, sẽ tắm. Im nha.